các bạn nhé. Hôm nay là thứ bảy mình được nghỉ, mình tranh thủ buổi sáng để dọn dẹp vệ sinh chuồng trại trên Avi, quét dọn chuồng trại rồi thì dọn phân cho chim, tắm táp cho chim. Phân củ vào để bón cây cho làm phân bón cho cây. Đây là những cây rau, những chậu để mình trồng rau, là lấy luôn nguồn phân để làm phân bón hữu cơ, không là sử dụng phân hóa chất, phân hóa học cho làm cho các cây. Phần này sắp tới mình sẽ lại gieo cây một số rau giống nên mình kiếm nguồn thực phẩm, thức ăn chủ yếu là rau để cho vẹt ăn này, những loại rau cải rau ấy này là mình cần hái cho vẹt ăn này. Chưa có ít rau muống, rau muống thì bọn này nó lụi mất rồi, già rồi. Ngoài ra còn phân nguồn thừa thì mình lại đóng túi bóng mang về quê, mang về quê cho mọi người ở quê. Phần lớn bây giờ ở quê cũng bỏ hết nông nghiệp, không cấy trồng không ấy nữa, cho nên là cũng không có nguồn phân bón sẵn. Một số thì mình lại mang phân sang cho bên bà bên xóm trồng rau. Toàn trồng rau sạch thôi. Thế là đã hoàn thiện xong, dọn xong cho chuồng vẹt yến phụng và bồ câu con gái. Tiếp theo mình sẽ dọn đến chuồng của chim chích chè và trò màu nhé. Thank you.
bất lạc này. Hiện là có một cái hạt giống cải chịu nhiệt cũng còn sót lại, mình cất ở đâu đó, hôm nay mình phát hiện ra, mình cho lên mình ngâm. Bố đây. Ok, mình ngâm xem là nó có nảy mầm không, thì hôm nào nảy mầm mình sẽ lại gieo lên trên mấy cái khay rau trồng rau này. Thế là đã xong, mất một buổi sáng để dọn dẹp và Avi sân thượng, tất cả đều được tắm táp sạch sẽ này, mát mẻ này. Cái này đã chơi không? Sân sạch sẽ rồi, mòn nó không lên đây nữa. Cái này đã chơi không? Cái này chơi, đứng đây này, xuống đây nhá, ra đây đi, đừng ngại, ra đây đi. Nhé, không ra à? Cái khác ra nhé. Ừ, thôi. Ok. Đói cái gì mà đói, ăn suốt ngày. Ok, mình cũng xin phép xuống ăn cơm trưa. Kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào hẹn gặp lại các bạn. Chào Két. Bye bye Két.